Và bài kế tiếp là nhạc phẩm. Lúc này nhạc sĩ Trúc Phương rất là yêu đời. Vào khoảng năm 1961, ông về Trà Vinh thăm lại nơi ông chôn nhau cắt rốn, và đứng ở trên cầu 32, một buổi chiều thanh bình, êm đẹp, hạnh phúc rộn rã tiếng cười qua hình ảnh vàng ngát với những cô thôn nữ, ông đã viết tặng người vợ ở Bến Tre nhạc phẩm Chiều Làng Em. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiều Làng Em qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Như. Nhạc phổ thôn, vai mây trắng dập dờ bay cuối trời.
chiều.